Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì tôi vừa mới câu cá được một chút xong. Đây, tôi câu được 5 con cá tuyết đây, và một con cá hồi đây. Bởi vì nãy là tôi thấy một em mèo màu đen đẹp lắm anh em ạ. Đấy, nãy là tôi thấy em mới đi hướng cái này. Nhưng mà tôi không biết là em mới đi đâu rồi. Tôi tính bắt em ấy. Thế nhưng mà tôi câu cá xong rồi chả thấy em ở đâu nữa anh em ạ. Thôi kệ đi anh em ạ, thôi mình cứ giữ cá đi. Khi nào mình gặp cái em mèo nào đó khác mà em mới sinh thì mình cũng bắt em ấy anh em ạ. Chứ cái em mèo trắng cái hồi trước tôi có rồi. Mà thật là tôi không biết cái em màu trắng này là em ở đâu rồi anh em ạ. Chứ còn tôi có bắt một em mèo vàng và cái em màu trắng đấy thì em mèo vàng chẳng may bị còn em màu trắng thì chả biết là em ở đâu rồi. Ok anh em ạ, thì ok, thì trước khi vào video thì anh em đừng quên like và subscribe với tôi nhá. Nó free mà nhưng mà nó có ý nghĩa đối với tôi lắm anh em ạ. Cực kỳ cảm ơn anh em. Ok anh em ạ, thì sau bao nhiêu ngày chúng ta xây máy farm các thứ rồi đúng không? Đấy, thì hôm nay tôi quyết định sẽ xây một thứ mà nó gọi là nó bình yên và nó gọi là đúng tính chất nguyên thủy như Minecraft anh em ạ. Đấy, không có máy farm nữa, hack quá đúng không? Hack quá. Đấy, hôm nay tôi sẽ xây chuồng thú anh em nhá. Đấy, xây nhà cho các bạn động vật. Tôi thấy trồng rau dền nhiều có vẻ hơi ấy rồi, để tôi trồng một nửa là rau dền, một nửa là lúa xem có đẹp không anh em ạ. Đấy. Đấy, tôi đã trồng cái này làm sao. Rồi. Trông cũng được các anh em nhỉ. Trông cũng đẹp đấy. Rồi. Để tôi cất tí đồ anh em ạ. À, xong rồi lấy gỗ ra này. Đấy, tôi lấy gỗ ra, tôi chuẩn bị xây. À đâu, tôi lấy gỗ ra chứ. Rồi. À. Ok các em ạ, thì tôi tính xây nó ở đây này. À, tôi tính là tôi sẽ xây nó ở cái chỗ này này, về các em nhìn này. Chỗ này nó khá là bằng phẳng đúng không? Đó, khá là hợp để mình xây cái chuồng em ạ. Đấy, thì bây giờ thì muốn xây ở đây thì trước tiên là tôi cần phải từ từ. Ấy trời ơi. Dọn thế này là người ta ăn cắp rừng của mình đấy. Đấy, lấp lấp vài anh em ạ. Đấy, đầu tiên là tôi cần phải dọn chỗ này một tí anh em ạ. Ái chà. Đây, thế dọn bên dưới này đi. Rồi. Ok anh em ạ, tôi phải dọn xung quanh này một chút anh em ạ. À. Ok game, thì tôi nghĩ là tôi phải dọn cái nhà này luôn. Đó, bởi vì dù sao cái nhà này nó cũng nhỏ mà nó cũng không có cái gì lắm đúng không? À mà hình như cái nhà này là cái nhà mà tôi đứng farm đúng không? Ok, không sao đâu anh em, dọn luôn. Đó. Đấy, tôi sẽ dọn cái nhà. Rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ dùng cát và tôi lấp lại mấy cái chỗ này. À, đây tôi cũng sẽ đào mấy cái chỗ này đi. À, mình lấp lại bằng cát để trông cho đẹp nhờ. Ok rồi. Ok anh em ạ, thì nếu mà anh em nào mà nhớ thì buổi trước là tôi đã xây cái bàn phù phép đúng không? Nhưng mà tôi chưa có phù phép một cái gì nữa anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ phù phép để lấy hết ha. Rồi, cất miếng thịt zombie đã. Phù phép vậy thì phải phù phép cái gì cho nó ngầu anh em ạ, kiếm luôn đi. Đấy, tôi có khá là nhiều kim cương rồi nên là bây giờ không cần phải sợ đâu anh em. Đấy, cứ làm luôn đi, kiếm đi, nhờ. Để tôi phù phép xem kiếm đi. Bởi vì nếu mà cái kiếm mà mình mà có được mấy cái khảm looting ấy, để mà mình chém được bọn skeleton hay bọn nhện đấy, là mình có thể farm được cái đồ bọn ấy nhanh lắm anh các bạn. Nhưng tôi nghĩ kiếm quan trọng. Đấy, sau đó trước là anh em còn nhớ là tôi còn có cái khảm sắc bén không? Đó, tôi còn có sách sắc bén mà. Đấy, nên là kiếm rất là ngon. Đây, có luôn ngọc lưu ly đây. Tôi xem thử cái vận may của tôi nào nào anh em ơi. Cái gì đây? Chậm hỏng 3. Chậm hỏng 3 có tin tưởng không anh em? Tôi sợ nó đưa cho tôi cái như kiểu là
hại loài chân đốt đây là hại, thứ hai là hại thây ma là buồn lắm hờ. Để tôi thử anh em nhá. Rồi đấy, tôi được tiến trình rồi đấy, để xem thử xem là gì anh em ạ. Cầu mong cầu mong ông trời ơi. Ui sắc bén ba, ôi thôi 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 thôi, sắc bén ba lấy làm gì. Anh em nhìn này, sắc bén 5 cơ mà tôi còn có cái quyển sắc bén 5 thì sắc bén 3 thì lấy làm gì đúng không? Vứt luôn anh em ơi. Rồi. Rồi. Sắc bén 3 thì tầm này. Rồi xem nào. Nhặt ba ái trà. Nhặt là looting đấy anh em, quá ngon quá ngon, để tôi xem thử xem nó ra gì nào. Là cái gì nào? Hại thầy mà. Nó chôn tôi à anh em, nó chôn tôi à? Chôn tao mày. Lại cái này. Đánh bật lùi à, cái đánh bật lùi cũng được. Để tôi xem thử xem ra cái gì các bạn. Làm ơn đừng có ra sắc bén, đừng có ra hại thây ma, đừng có ra hại loài chân đốt. Làm ơn please. Sắc bén 4. Ok. Nói các bạn. Game nó biết chôn mình hay sao đây các bạn? Game nó biết chôn mình anh em ạ. Hại thầy ma 4 à? Thôi được rồi, thế mình chọn hại thầy ma 1 này để cho nó đỡ phí kinh nghiệm anh em ạ. Rồi, đấy, xong rồi mình loại khảm đi. Thực ra thì cũng chẳng lo lắm đâu, bởi vì là tôi có mấy cái máy farm mà. Tôi cứ farm một đống vào là tôi có lại kinh nghiệm em mà. Thì đây, đánh bật lùi 2 à? Nào gì đây? Ái chạy được rồi, cái này mới ngon này. Đấy, ngon. Không có sắc bén, không có hại thầy ma, không có hại loại chân đốt, ngon, được. Này chứ đúng không? Đấy, có cả looting luôn kìa, có cả đánh mặt lùi nữa. Dù là không có gây cháy nhưng mà cũng được anh em ạ. Ok. Bây giờ đơn giản thôi, mình lấy cái sắc bén 5 mình ép vào cái kiếm này. Rồi ôi. Ngon quá. Đấy, sắc bén 5. Đây này. Anh em nhìn này. Cái kiếm kim cương của tôi, anh em nhìn thấy cái sức mạnh của nó có 7 sức mạnh không? Đấy. Nhưng mà khi mà nó có thêm cái sắc bén 5 thì nó lên thành bao nhiêu? Nó lên thành 10 sức mạnh ấy kìa. Đấy, khá là ngon anh em ạ. Để tôi đổi cái tên cái nhở. Kiếm kiếm phò anh em ạ. Ok. Rồi. Đấy, đây là một thanh kiếm phò nhưng cực kỳ khỏe các bạn nhá. Rồi. Đấy, chuyển qua Giki đổi đấy, xong phải đổi lại. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ phải lên và tôi tiếp tục xây thôi. Đấy, ui rồi. Nó chặt luôn cái rương của tôi rồi. Chặt luôn cái rương rồi. Thế chắc phải làm thêm một cái rương đá nữa anh em ạ. Đây thì mình biến cái rương này nó thành cái rương đá đi, rồi mình xây thêm một cái rương là cái rương địa ngục. Đấy, đào hầm có hơi nhiều ha. Ok. Đây, thêm hai cái rương. Ở đâu? Đây rồi, ui tôi làm ba cái rương luôn hả? Được rồi, chúng ta sẽ cho cái rương trên này là rương địa ngục. Đấy, phá cái này đi. Rồi. Rồi. Đặt vào đây này. Rồi, đấy, cái rương bên dưới này nó sẽ là cái rương đá anh em ạ. Để tôi làm cái tấm tôi đặt ra. Làm cái tấm là mình cần cái dao đây này, mình cần cái dao và mình cần cái gậy. Tôi không có gậy, tôi không có gậy thì tôi làm gậy. Yeah. Rồi. Đấy, xong mình đặt cái gậy xung quanh. Đặt cái dao vào giữa. Đấy, ra là cái tấm. Đặt cái tấm vào. Lấy đá ra đặt vào. Đấy, tôi lấy tiếp tục đá ra. Rồi. Ok các bạn. Đấy, chúng ta sẽ có hai rương để đá. Rương để cây này, để cái này. Đấy, để cái bụi cây khô rồi. Ok, tôi sẽ cất ra đi. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ lên và tôi sẽ xây nốt cái. Tôi lên và ủa tối rồi, từ từ đi ngủ đã. Thế vì là tôi cái nhà tôi làm bằng cái tấm kính màu đen nè, tôi không có nhìn thấy ngoài tối chứ hả. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu lên xây chuồng thôi anh em. Đấy, có kiếm và phòng vệ rồi. Đấy. Rồi. Thì cái này đó là tôi xây theo thiết kế của tôi anh em nhé. Ủa. Ấy chà. Úi rồi. Úi rồi ôi, kiếm phò thấy kiếm phò ghê chưa? Úi rồi ôi. Láo chết ngay anh em ạ. Đấy.
Ok, thì là cái nhà này là theo kiểu thiết kế của tôi ấy, các em nhá. Đấy, tôi không có học của ai đâu. Đấy, tự xây đấy các em. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cái hướng của nó này. Hướng của nó tôi nghĩ là... À chà, tôi nghĩ chúng ta phải mang lên cát lên để chúng ta che cái hồ nước đi các em ạ. Tự nhiên nó có cái hồ nước trông oxida quá nhỉ. Thôi tôi xuống, tôi lấy đá, tôi lấy cát rồi. Cát đâu rồi? Đây rồi, 64 cát đây rồi. Ok. Lấp cái hồ nước đi cho nó sa mạc ha. Sau này tôi sẽ đổi cái đống này thành cát sau, thành thành đất sau anh em ạ. Đấy. Đấy. Ok, bây giờ tôi chọn hướng, tôi nghĩ là hướng thì tôi sẽ xây nó hướng về cái nhà của mình đi nhỉ. Nó hướng về cái nhà của mình, vậy thì đây. Tôi sẽ xây cái nhà kho của tôi là chỗ này. Xẻng đâu rồi? Đấy, tôi đào chỗ này đi anh em ạ. Ok. Đó. Thì cái nhà kho này của tôi nó rất là đơn giản thôi anh em. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ hơi tốn nhiều gỗ. Bởi vì là trước... Chắc anh em cũng có xem cái series hardcore trước của tôi đúng không? Đó là tôi đã xây một cái nhà kho to tổ bố luôn. À, tốn của tôi cực kỳ nhiều gỗ. Nhà kho này cũng tốn đấy, nhưng mà đỡ hơn một tí. 1, 2, 3, 4. 4, à. Xong qua đây đi á, tôi cứ ước lượng tôi xây rồi, kệ đi. 1, 2, 3, 4, đấy. Rồi rồi anh em ơi, xong rồi. Bây giờ tôi sẽ xây đến cái mái này. À, bây giờ đơn giản tôi lắp cái mái vào thôi. À đúng rồi, để từ từ ấy. Mà trước khi lắp cái mái tôi nghĩ là mình nên xây 1, 2, 3 đây này. Thì mình nên xây một cái tường chứ đúng không? À, cái tường như này. À, thế còn bên này thì không cần cái gì đâu anh em ạ. Ấy, tôi nghĩ bên này không cần gì đâu ấy, mình chỉ cần một cái tường này thôi. Ok, ấy, bây giờ cái mái này. Đấy, cái mái chúng ta sẽ dùng mà những cái tấm tấm slab. Ơ chà. À đúng rồi, mình dùng cái kia là mình không cắt được. Ok ok các bạn. Thế thì phải dùng cái này rồi. Tôi sẽ dùng những cái hình thang cái này đi nhỉ. Bởi vì dùng tấm slab thì cũng không hay lắm. Dùng tấm slab đặt thế này thì tôi nghĩ không đẹp lắm nhỉ. Dùng tấm này đi. Đấy. Ok các bạn, tôi đặt như này. 1 2 3. Đó. Đấy, tới đây thôi. Tôi anh tự thiết kế nha anh em nhá. Đấy, này là nhà của tôi đấy. Cái này là lần đầu tiên mà tôi xây một cái gì đó mà tôi tự cố gắng, tự suy nghĩ, tự xây luôn. Đấy, khá là khó khăn đấy anh em ạ. Rồi, xong đến đây rồi chúng ta tiếp tục chúng ta xây cái này. Đấy. Đấy. Chung là cái kiểu này cũng đơn giản thôi nhỉ. Thì thường là người ta xây mái là người ta cũng hay xây cái kiểu này. Ok anh em đợi tôi một chút nhá. Để tôi vừa xây tôi vừa tính xem mà xây thế nào, ok anh em nhá. Rồi đây anh em ơi. Anh em thử nhìn xem được không hả? Đấy, ôi rồi. Đây, đấy. Cũng đủ để che mưa rồi nhỉ? Đấy. Nói. Hợp lý nhỉ? Đẹp đấy. Tôi thấy quá đẹp anh em ạ, quá đẹp. Ok anh em. Đấy. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ xây thế này các bạn. Đây. 1, 2, 3 chúng ta xây một ô ở đây. À, xong lại 1, 2, 3 xây ô ở đây này. 1, 2, 3. Đấy. 1, 2, 3. Chúng ta xây như vậy các bạn. Đây là những cái chuồng nhỏ để cho các bạn động vật đây. Đấy. Rồi ba, rồi. Lý ơi. Ok anh em ạ, thì bây giờ ấy là chúng ta sẽ phải xây nó khác một tí. À, cái tường ngoài này chúng ta xây nó khác một chút anh em ạ. Đây nó có mấy kiểu thiết kế nó rất là hay mà nó dùng với cái tường đá. Đâu rồi, đây rồi. Đấy, tường đá cuội. Đấy. Nào. Anh em thấy buổi đêm đẹp không? Chốc nữa đêm rồi anh em còn nhìn thấy sao cơ, đẹp lắm. Hôm nay tôi chơi liều tí, tôi đợi cho đêm đêm muộn muộn tí rồi tôi mới ngủ đấy. Anh em có đến sao không? Đấy, trời khá nhiều sao đúng không? Đẹp nhở?
Anh em thấy trời nó dần dần tối đi kìa, hay nhở? Đấy, cái màu này nó dần dần tối đấy, rất là hay. Úi dồi ôi, nó tối đi, nó spawn, nó scatter. Anh em thôi, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ anh em ơi. Đấy, cho anh em được nhìn nốt một tí này, sao đẹp không? Sao đẹp đúng không? Rồi rồi, đi ngủ nhá, rồi. Thế đi ngủ thôi anh em ạ. Rồi, thế thôi. Ôi ôi, đây 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 đấy. Mày láo thật. Chết dưới cái... Ôi, ôi khỏe không anh em ơi. Đúng là... thanh kiếm của tôi khác anh em ạ. Đấy, hơi phò nhưng mà rất là khỏe anh em ạ. Ok. Rồi. Ok, tới đây chúng ta xây cái này này. Đấy, xây nó lên như này. Đấy. Rồi. Xong tới đây chúng ta sẽ lại thêm một cục nữa ở đây này. Úi dồi. Xây này có vẻ khó khăn nhờ. Mình phải nhảy rồi thì mình căn đấy. Ủa ôi. Thì rồi. Ơ. Ơ. Có phải faker hết, hết nhập tôi rồi. Ôi, ui rồi, rồi. Đấy. Rồi. Đẹp rồi anh em ạ. Ai, xong tới đây rồi, chúng ta đã làm này anh em ạ. Đấy, xây qua mẹ thôi. Đấy, hợp lý không? Đấy. À, vẫn chưa đủ à? Đấy, kéo dài quá. Mặt trời đẹp thế. Mặt trời chân lý chói qua tim đấy anh em. Úi dồi ôi. Nắng thế, đen cả da. Để xem thử em tôi có đen không anh em ạ. Hình như đen đen lên tí anh em ạ. Nhờ. Úi dồi ôi. Trốn trốn vào cho đỡ đen anh em ạ. Nắng thế. Rồi ôi. Ok anh em, đấy, tới đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xây chúng ta sẽ cần có hàng rào anh em ạ. Để tôi đi xuống cái nhà tôi xem thử xem mà tôi có hàng rào không. Nào, thử xem cái rừng thần kỳ này nó có cái gì không, chả có cái quái gì anh em ạ. À, hàng rào này à. Ok, thế mình dùng màu này đi cho khác nhở. Nhưng mà dùng màu này tôi cũng không có nhiều, thôi cứ dùng màu đen đi cho đẹp. À ok. Được rồi anh em ạ, tôi sẽ dùng cái hàng rào của cái loại gỗ sồi này. À, đủ anh em ạ, tôi thấy có 9 cái gỗ cũng đủ đấy. Đấy, mình cũng không cần phải chặt thêm đâu. Đấy, bây giờ mình tạo ra này. Đấy, xong mình cầm cái craft table này. Đấy, bây giờ mình làm hàng rào là mình làm này đúng không? Tôi vẫn nhớ này. À, đặt vào đây. Đấy, thừa mà, được tận 37 cái này thừa mà, đúng rồi, thừa rồi. À, ta làm cái này anh em ạ. Đây, chúng ta làm cái này. Đó. Mà tôi thấy cái này nó hơi nguy hiểm. Thực ra chúng ta nên chắn cái phần sau lại anh em ạ. Ta nên chắn cái phần sau lại. Không là bọn đằng sau nó bắn mình đấy. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ xây chắn cái phần sau này lại. Thì đấy, đơn giản thôi. Bây giờ xây chắn lại thì đấy, mình dùng mấy cái tấm gỗ này. Đấy, mình dùng mấy cái thân cây mình đặt xuống. Đó. Sau mình lột vỏ đi. Đấy. Lại được lột vỏ rồi. Rồi. Xong bây giờ thì mình sẽ dùng đến cái này mình đặt vào đây này. À, mình đặt vào đây mình chắn. Để cho skeleton nó không bắn được đấy anh em ạ. Chứ mà thỉnh thoảng mà mình đang cho bò cho cừu ăn thì skeleton nó cứ đứng ngoài nó bắn đúng không? Rồi. Rồi đấy, vậy cũng được ở đây anh ạ. Đây, còn chỗ này nữa đây. À. Chỗ này mình cũng làm y như vậy. Rồi. Ok anh em. À, sau khi tới đây rồi thì bây giờ thì chúng ta xử lý cái mái nhá. Đấy, thì anh em có thể thấy là tôi để cái mái này, tôi để cái mái kia nó chừa qua cái đoạn ở đây đúng không? Đây này này. Đấy, chừa cái đoạn đây. Là để tôi gộp nó với cái mái của cái này đấy, nó khá là hay. Thì bây giờ tôi sẽ làm mái này. Đấy, cái mái này chúng ta sẽ dùng những tấm slab này các bạn. Ok, thì những tấm slab này tôi đếm xem cái này có bao nhiêu đã. À, chả ok, tức có đủ luôn này, ngon. Đấy, có đủ luôn, chúng ta làm này. Đấy, một cái vào đây này. À. Xong rồi thì một cái vào đây này. À, hai cái lên trên này luôn này các bạn. Hai cái và ba cái ở trên này. Ba cái đó. Ok đó, mình kéo dài nó các bên này. Đấy, ok anh em. Sau thì mình cứ thế này, mình kéo dài nó qua bên kia thôi. Đấy. Xong rồi anh em ơi. Đấy,
bây giờ là tới cái đoạn mà mình sẽ gộp hai cái máy lại với nhau này. Gộp hai cái máy lại với nhau thì tôi cũng đã vừa mới nhìn qua một chút rồi. Ê thì anh em phải thấy là đây này, mình kéo từ bên kia qua đây nó bị không khớp cái chỗ này đây đúng không? Đấy, không khớp chỗ này thì mình đào một cái ổ này ra. À, xong mình thay nó bằng một cái ván gỗ. Đây. Đấy, khớp luôn. Rồi. Quá khớp. Đây, xong anh em có thể nhìn thấy là đây này thì cái slab này nó không có khớp với cái này. À, mình phá nó đi. Cái này cũng vậy này, đấy, không khớp. Sau đó thì mình dùng cái ấy mình đặt vào. Đấy, dùng cái này đặt vào. Đấy, úi dồi ôi. Lại không khớp nhờ. Bên này cũng vậy. Rồi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi còn chưa đặt cái dãy này nữa. Đây này, đây này, nó còn cái dãy này tôi chưa có đặt. À. Ok anh em, à, tôi đã đặt xong cái dãy rồi. Và tôi thấy ở đây nó có hơi, à đây đây đây, đúng rồi, mình highlight lên nữa. Đây là mình highlight lên, mình làm này thôi. Đấy, mình xây nó, cho nó có thêm cái vườn anh em ạ. Xây có thêm cái vườn cho nó đẹp nhờ. Đây, chúng ta sẽ làm thêm ấy này. Đấy, làm thêm slab. Ok anh em. Để tôi qua bên này và tôi cũng làm vậy với cái bên này. Đây, bên này thì chỉ làm được cái này thôi. À, thế còn cái này thì, đấy, mình làm một cái này được rồi anh em ạ. Ok, xong bây giờ thì mình xây nốt cái phần còn lại, nó cũng như vậy là được. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lấp nốt cái phần còn lại, nó y... Ôi, ờ. Tôi lỡ vứt cái kia này kìa, kệ đi, chốc xong xuống nhặt xong. Ok anh em, mấy... Xây nốt cái này là được anh em ạ. Ái chả, vì sao cái chỗ này nó bị sida nhỉ? Đấy, nó bị sida mình đặt này vào. Rồi, hợp lý luôn nhờ. À đấy, được rồi đấy, ui, đẹp quá ạ. Ok anh em, thì anh em có thể thấy là tôi đã hoàn thành rồi đấy anh em ạ. Để tôi thử nhảy từ đây lên mái nhà xem được không nào. Úi dồi, không được anh ạ, không được, không được. Hơi cao quá, tôi đã hoàn thành rồi đấy anh em ạ. Để tôi sẽ xây nốt cái tường để tôi chắn cái đống này lại đúng không? Đó, nó cũng phải có cái tường chứ để này nó chơi trọi quá đúng không? Nhưng mà tôi hết con gỗ rồi. Nên là tôi sẽ dùng cái đá cuội anh em ạ. Tôi về nhà tôi lấy đá cuội ra và tôi xây cái tường cho cái nhà kho. Đấy. Đâu rồi, úi dồi. Đá cuội thì nhiều không cần phải bàn rồi anh em ơi. Đấy. Đơn giản mà đẹp đúng không anh em? Đấy, ta đã xây cái này thôi. Đây anh em ạ, thì bây giờ mình muốn xây cái tường của mình sẽ xây cái từ ô này nhá. Đấy. Mình sẽ xây cái từ cái ô này chứ mình sẽ không có xây nó sát vào cái ô ấy đâu. Đấy, ô này cũng vậy này. Đấy. 5 ô như vậy anh em ạ. Đấy. Đây, đây. Được rồi. Ok anh em, đó, tôi đã xong được cái tường rồi. Bây giờ tôi sẽ xây đây, ở đây nó cũng cần có một cái tường nữa anh em ạ. Đây, tôi sẽ xây cái tường nữa ở đây luôn. Đó, chắn nó lại. Rồi. Nhưng mà cái tường ở đây thì từ từ đây tôi nghĩ là cái đoạn giữa này mình sẽ để nó hơi khác một tí anh em ạ. Đấy, cái đoạn giữa này mình sẽ để nó hơi khác một tí. Là mình sẽ dùng cái thân cây này. Đó, xong mình lột vỏ cái thân cây đi. Rồi. Đấy, xong mình lại dùng cái hàng rào này mình đặt nó vào. Đấy. Còn bên trên này thì để vẽ cái đồng ta. Bên trên này thì mình cần phải chỉnh gì không? Rồi, này chắc là cũng được rồi đấy nhở. Đây, để tôi đổi chỗ này đi một tí anh em ạ. Đấy. Đấy, thế này đi. Nhờ. Được đấy, nhờ, ok. Đấy, xong bây giờ tôi sẽ làm như vậy về cái bên này luôn anh em ạ. Trời tối rồi anh em ạ. Tôi ngủ cái đã. Rồi, ôi ôi, đấy, ngày mới lên rồi đấy. Ôi ôi. Ok anh em, thì bây giờ tôi đã xong được cái tường rồi này. Bây giờ là tôi sẽ cần thêm một cái tường nữa. Để tôi... Ái chào, ủi ôi. Thì anh thương nhân, em chào anh. Ủi ôi, anh zombie, zombie. Anh zombie. Anh zombie. Zombie mặc giáp lấp lánh chứ, ủi ôi. Nó mặc giáp lấp lánh như vậy mà nó chết mà nó không đưa cho tôi một cái đồ gì có ích anh em ạ. Ái chà, gì đây, bột nhuộm hồng. Ủa, anh chết gì sida thế anh? Anh chết bột nhuộm nam tính lên anh nhuộm hồng. Cát đỏ này. Chung mà cũng không có cái gì đâu anh em ạ. Thôi anh quay mặt đi kìa, anh nhìn đằng sau nó có con chim kìa. Anh quay đằng sau nhìn nó, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh đừng nhìn gì nhá. Rồi 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 rồi.
Không anh, đâu anh, em làm gì đâu. Đúng rồi, không có gì đâu, em đâu làm gì đâu. Rồi. Không, nó chạy thôi, em đuổi bắt nó thôi. Đúng rồi anh ạ, không có gì đâu. Mày đâu rồi, ở đâu anh các mày? Mày chạy, trốn rồi. Mày từ từ đây các bạn, tôi thương nó quá anh em ạ. Tôi thấy nó trốn anh em ạ. Thì sao mà tôi ấy thương nó nhỉ? Sao mà tự nhiên thú tính của tôi nó hết rồi anh em ạ. Thôi, em về với anh. Thế khoái rồi nhỉ? Hết thú tính rồi, thôi rồi em vào đây. Đấy. Không hiểu sao mà tự nhiên tôi có thiện cảm với cái em lạc đà này anh em ạ. Ok, thôi rồi. Vậy thì ta cho em mới sống anh em ạ. Rồi bây giờ ta sẽ nốt cái tường này. Sẽ nốt cái tường này thôi được rồi. Thì sẽ nốt cái tường này, tôi vào tôi mang cát ra tôi xây đi. Yeah. Tôi sẽ làm bằng một cái tường bằng cát. Đấy. Một cái tường bằng cái cát. Bằng cái cát, cát kết mịn đẹp lắm. Đây này, cát kết. À thôi, dùng cát kết thôi nhỉ. Chả cần mịn đâu, mình cần quái mịn đúng không? Đấy, kết thôi cho nó nam tính, cần mịn nữa. Rồi, ta... cái này là cát à? Ở đây. Cắt cái mịn của tôi đâu? Vì sao mà tôi toàn cầm cát đây này? Cắt kết cơ. Đây rồi, cắt kết rồi. Cắt cát đi. Cắt kết không không. Cắt kết rồi. Cắt kết đây rồi. Rồi. Rồi các bạn. Đấy, ra xây nốt cái tường. Đấy, anh em ở nhà kho trông dũng mãnh chưa? Trông được không? Hả? Đấy, cái tường này chúng ta xây nó vào đây luôn nhá. Đấy. Rồi. Đấy. Ok anh em ơi. Đấy, xong rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ phá một vài ô để tôi làm cái cửa sổ chứ đúng không? Đấy, chúng ta phá một vài ô để chúng ta làm cái cửa sổ không sao. Đấy, này hơi lệch nhỉ. Hơi lệch nhỉ, được rồi. Đây. Tôi sẽ chỉnh nó lại như này. Đấy, xong rồi lại phá như này. À. Đấy, được rồi, có hai cái mắt. Ok, à, bên này cũng vậy đi. Đấy, tôi bên này thì mình phá to ra này đi. À, không 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 anh ơi. Đấy, bên này mình làm dấu cộng đi cho đẹp. Đấy. Đấy, dấu cộng hình chữ thập. Đấy. Hình chữ thập là thể hiện là đây là nơi gọi là tình thương anh em nhá. Đấy, nơi tình thương. Tôi là tôi mang những động vật gọi là lang thang ngoài kia về để tôi nuôi chúng nó anh em ạ. Đấy, tôi đã gọi là save cuộc đời của bọn nó nhá. Đấy, tình thương. Chứ đây nó không phải là một máy farm thịt nhá. Ok. Tôi ăn tí nào. Đấy, đấy thế anh em thấy chưa? Đây, cái vị khách đầu tiên của tôi đây. Đấy. Tôi đã chào mừng em ấy bằng một phát chém đấy anh em hờ. Ok. Đấy, bây giờ tới đây là chúng ta sẽ xây một cái cổng vào này. Đấy, một cái cổng vào tôi sẽ xây cái này. Ới rồi. Đây đây đây. Đấy, hai ô cái này được rồi. Đấy, xong như này nữa. Yeah. Xong được không anh em ơi? Quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp. Rồi. Quá đẹp, để tôi làm thêm một cái em nào. Để tôi làm một cái nào nhỉ? Đây, cái thang của cát kết. Đấy. Ui, perfect anh em ạ, perfect. Perfect lạc đà nhỉ? Nhá. Bây giờ thì lạc đà thì chỉ có nước thì biết gật đầu thôi, tôi chứ mà biết sao đúng không hả? Nhưng mà lắc đầu là đi bụi luôn mà hả? Rồi chúng ta sẽ làm mà á chà, tôi hết mất cái rồi đúng không? Tôi hết mất cái à đây đây, chúng ta dùng cái tường này đi. Đấy, dùng tường này đặt vào. Đấy, hợp lý không anh em? Hợp lý không anh em? Thôi rồi, đây tường đặt này đi cho nó đỡ xì đà. Đấy, ủa rồi, được rồi đấy các bạn, được rồi. Ủa rồi, trông máy bằng phết nhở. Trông cứ máy bằng thế nào anh các bạn hơ. Tôi nhận ra là tôi hơi thiếu gỗ. Tôi nghĩ là tôi đi chặt thêm một cái cây sồi sẫm này nữa để tôi làm nốt cái đoạn này được anh các bạn. Ok anh em, tôi mới chặt xong mấy cây rồi. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ đấy làm này. Rồi lột vỏ đi.
Đấy, chắc Lạc là nhìn thích kiểu ô, sao mà anh lột vỏ được hay thế. Chuyện thường em ơi nhá, kinh nghiệm rồi em nhá. Đây đây, anh cho em mượn thử cái rìu đấy, thì em thử lột vỏ cho anh xem nào. Em click chuột phải được em ạ. Đây này, em nhìn không có ở đây này, em quay đâu nhìn thấy em. Đây này. Ok anh ạ. Có vẻ là em ấy... chắc em ấy không có chuột thì các bạn ạ. Nên là em ấy không có click ở chuột phải. Rồi chúng ta sẽ dùng cái hàng rào đây. Ở trong này tôi sẽ làm cái hàng rào ấy đi. Tôi sẽ làm cái hàng rào bằng sồi sẫm đi. Đấy, cho khác biệt nhá. Thực ra trong đó chúng ta cũng cần thêm hàng rào đấy anh em, nên là chúng ta sẽ dùng hàng rào sồi sẫm. Nhầm, tôi tính làm thang ở đây, chúng ta làm hàng rào sồi sẫm, chúng ta cần làm gậy này. Đấy, xong rồi chúng ta cần đặt như thế này này. Rồi, 27 cái rồi. Đấy, chúng ta đặt nó vào đây. Đấy, giờ là em có nhà rồi. Em thích không? Em ở với anh thích không? Giờ em có mái che. Em không cần phải đi với cái thằng thương nhân, lúc nào nó cũng bắt em phải đi ở ngoài sa mạc nữa đúng không? Quá thích em nhỉ. Đâu từ từ đó nào. Để tôi đặt cái craft table nữa. Bởi vì tôi cần phải làm thêm cái cửa nữa. Đây này, tôi làm thêm một cái cửa anh em ạ. Cái cổng đấy, mình đã làm cái cổng thì mình còn vào chứ. Rồi, 3 cái nhỉ. 3 cái, 1. Được rồi, bây giờ tôi cởi trói cho em lạc đạc rồi. Đấy, em cứ tự nhiên như ở nhà em nhé. Trả anh cái dây em ấy. Rồi. Mà vừa nãy con lạc đà này nó chạy khỏi thằng thương nhân đúng không? Nếu mà nó chạy khỏi thằng thương nhân thì có nghĩa là cái dây của nó thì nó phải bị tuột ra chứ nhỉ? Thế thì cái dây của nó đâu ta? Lạ nhở. Hay thật, thứ hai là tôi phải giết tốt con lạc đà này thì tôi mới có cái dây ở, mà thôi kệ đi anh em ạ. Tha cho em ấy đúng không? Em ấy còn bé đúng không? Rồi chúng ta xây nốt cái. Ái chà, bị nhiều đồ quá nhở. Bị nhiều đồ quá, thôi thì mình vứt cái gậy đi nhỉ. Rồi vứt cái gậy đi. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta xây nốt cái này. Xây nốt cái này nó có mấy cách xây hay lắm anh em ạ. Đó, chúng ta xây này này. Một cái, sau ngồi lấy thân cây ra. Hãy đặt thân cây vào. Xong rồi dùng tấm slab anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ dùng tấm slab của cát đi cho đẹp. Dùng tấm slab của cát không ta? Hay là dùng cấm slab của đá đi nhỉ? Dùng tấm slab của đá đi cho đẹp anh em ạ. Đấy. Vứt cá ra ngoài. Chúc chặt lại sau. Đâu rồi? Đá rồi. Đấy, một cục. Đấy, xong rồi lại như này. Đấy. Đấy, cứ như vậy thôi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi nhận ra là nó có hơi bị sida. Anh em cũng nhận ra nó có hơi bị sida ở đoạn này không? Thì từ đây nó lại kéo qua đây, nhưng mà ở đây thì nó lại không có khớp với một cục ở đây ấy. Hơi sida nhỉ? Nhưng mà không sao, đúng không? Đôi khi chúng ta phải sida tí cho đời nó vui chứ, nhỉ? Ôi. Thì phải có lý do thì người ta mới sida chứ, đúng không? Chứ đâu phải là tự nhiên thì người ta lại sida làm gì. Phải có lý do hết. Rồi, vứt cá ra ngoài. Rồi. Ok các bạn, thì sau khi mà xây xong cái này ấy, thì đây thì để cho nó bớt sida đi. Để cho nó bớt sida đi, tôi sẽ làm thêm một cục ở đây. Đấy, chúng ta làm một cục ở đây đấy. Để chung cho nó hợp nhau ha. Đúng không? Hợp không? Ok. Bây giờ chúng ta làm một cái đường cổng vào anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cổng vào thì đấy, đơn giản thôi, ở đây đi. Đấy, chúng ta làm nó ở đây, chúng ta chọn nó ở đây, chúng ta làm cổng. Đào đi. Tháo đi, rồi. Đúng rồi, thì mình để cái này luôn thì cho nó bớt sida luôn nhỉ. Ngon. Hợp lý. Rồi anh em ạ, được rồi đấy, ngon rồi đấy. Đây, này là cổng vào của mình ở đây anh em ạ. Đấy, bây giờ phá cái này đi và sau đó thì tôi từ từ anh em ạ. Tôi nghĩ chắc có thể vào tôi dọn tí đồ đó chứ đồ tôi hơi nhiều. Dọn tí đồ rồi tôi cầm nốt tí đồ nữa ra và tôi trang trí nốt là mình xong cái nhà kho đấy. Ok anh em, đợi tôi chút nhá. Ok anh em ơi, bây giờ tôi sẽ trang trí mọi thứ bằng lồng đèn anh em ạ. Ấy, nói chung là cái gì là mình cũng có thể trang điểm trí bằng lồng đèn hết đúng không? Bởi vì lồng đèn nó quá là đẹp mà. Đây. Đâu rồi? Đúng rồi, tôi sẽ lấy cái hàng rào đá. Tường đá đấy. Lấy cái tường đá xong rồi tôi để lồng đèn lên đẹp lắm. Tường đá rồi, ấy còn 10 cái tường cơ.
Đấy, cái tường trước có khá là nhiều bởi vì tôi làm cái máy farm sắt mà. Có khá là nhiều, để chút tôi lên tôi check thử xem cái máy farm sắt này nó farm được bao nhiêu rồi. Đấy, có hai cái tường ngoài này, xong bây giờ mình sẽ grab cái ấy này. Đèn lồng. Nào. Đèn lồng đâu? Nhiều nhiều vào anh em ạ, 8 cái thì tôi không hiểu sao nhưng mà tôi có linh cảm là 8 cái là sẽ đủ đấy. Rồi. Xong bây giờ thì cứ một cái chuồng thì đặt một cái nhỉ. Á chà không đủ à? Á chà không được à? Nên vậy đặt một cái vào đây này. À. Mình đặt ở ngoài chuồng chứ hay là mình đặt ở trong chuồng nhỉ? Đặt ở đây à? Hay là đặt ở bên trong anh em nhỉ? À ok ok, nếu vậy phá một cục ở đây đi. Đặt vào đây. Rồi. Đây các bạn. Mình sẽ phá một cái ổ bên trên này đi. Đây này, cái này này. Đấy, sao mày đặt nó lên trên này. Đấy, đẹp ngay. Đúng không anh em? Đẹp ngay. Lạc đà nhảy. Rồi. Ok các bạn. Đấy, xong rồi đấy, ngon nghẻ. Bây giờ còn 3 cái à? 3 cái số hơi lẻ nhờ. Ăn cái đây các bạn. Ăn cái cho có sức suy nghĩ. Rồi, à đây. Ôi, nhưng mà cái chỗ này là tận 2 cái à? Tận 2 cái à? Nếu mà tận 2 cái thì đây các bạn. Chung là cái gì cũng có giải pháp của nó thôi. Rồi. Đấy. Giải pháp mà rất là hợp lý các bạn nhỉ. Đấy, xong mình sẽ cần để một cái nữa để ở giữa nhà này. Giữa nhà thì tôi đếm xem trong này có bao nhiêu ô này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à? 8 lại lẻ à? 8 lại lẻ mất à? Nếu vậy thì một ô ở đây. À, xong một ô nữa ở đây đi. À, một cái nữa tôi đã làm thêm anh em ạ. Làm thêm sao nào? Sắp xong rồi anh em ạ. Đấy. Rồi. Đây này, ô này. Ok. Đấy, xong bây giờ chúng ta sẽ đặt nốt ở bên ngoài này anh em ạ. Ở bên ngoài này nó cũng cần chứ đúng không? Bên ngoài này nó cũng cần mà. Đấy, bên ngoài này chúng ta sẽ đặt nó là đâu rồi đây, tường đây rồi. Đấy, mình có tường mình đặt như này anh em ạ. 1 này. 2 này. Xong, 3 ở đâu ta? 3 ở đây đúng không? Cái này là đúng rồi. Này là đối diện rồi đấy. Rồi. Đặt nó vào. Rồi. Đấy, xong làm tương tự như vậy với cái bên này được anh em ạ. Mà cái bên này nó à ok nó bị vướng cái này hả? Ok không sao. Không vấn đề gì. Hãy đặt này. Đặt này. Rồi anh em ạ. Đấy. Ơ mà từ từ vì sao mà tôi thấy cái chỗ này nó hơi sida đúng không? Sao mà tôi thấy cái chỗ này nó hơi sida? À, hình như là do tôi chưa đặt cái này. Đấy, đặt nó vào. Rồi, đấy đúng anh em hiểu. Hợp lý rồi đấy nhỉ. Hợp lý rồi đấy, rồi. Được rồi, tôi đặt thêm cái này nữa nào. Rồi. Đấy, trông hợp lý rồi đấy. Tôi qua kia tôi làm thêm một cái đèn lồng nữa. Và tôi sửa nốt lại cái bên này là được. Ở đây thì cái bên này thì nó cũng bị vậy này. Đấy, đặt nó vào để trông cho nó đỡ trống trải đúng không. Đấy, ủi đẹp ngay cơ mà. Ủi quá đẹp anh em ạ. Cứ như là học trên mạng đúng không. Đấy, tôi thấy tôi cũng có năng khiếu làm những video dạy xây nhà chứ nhỉ. Đấy, thêm một cái cuối nữa là xong rồi đấy. Ok các em nhá. Đấy, đèn lồng quá đẹp. Và cái chuồng của tôi cũng rất là hợp. À chả, từ. Để tôi xem thử chỗ nào nào. Thì sao cái chỗ này nó lại thế này ta? Sao cái chỗ này tôi thấy nó hơi sida nhỉ? Anh em thấy thế không? Không, thấy cũng đẹp ấy. Đẹp đấy anh em. Để tôi phá thêm một ô ở đây nữa. Đấy. Đấy, lại làm hình hình dấu cộng nữa. Đấy. Căn nhà tình thương. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Rồi. Đúng chuẩn căn nhà tình thương anh em ạ. Ok anh em. Để tôi chạy đi xa xa ra. Để tôi cho anh em nhìn thử cái căn nhà này xem thế nào anh em ạ. Đấy. Được không anh em? Trông được không? Được không? Quá được, lại không được, mình quá được anh em ạ. Ok anh em nhá. À chà, từ từ anh em ạ. Để tôi xây thêm mấy cổng, tôi mới nghĩ là nó có một cái ý tưởng nữa. Để xây thêm mấy cổng anh em ạ. Đấy, tôi xây thêm mấy cổng làm sao nào.
ta sẽ làm một cái tường đá thôi, và chúng ta sẽ dùng đấy, chúng ta dùng đúng cái gỗ này đấy. Đây tôi xây cổng ở đây cho đẹp anh em ạ. Cái tường đá làm thế nào ta? Tường à, rồi chúng ta sẽ đặt nó như này. 1 2 3 à, sau bây giờ chúng ta sẽ dùng cái gì đó, chúng ta đi lên đi, chúng ta dùng đá chúng ta đi lên đi. Xong rồi chúng ta sẽ dùng tấm gỗ này à, xây nó vào. Xong rồi lên đây là chúng ta sẽ dùng tấm slab anh em ạ. Đấy, slab tiếp, slab rồi. Ê, đây. Đấy, xong rồi này, hợp lý không ạ? À, từ anh em ạ. Ok, đấy anh em. Anh em thấy sao? Hợp lý không? Cũng được cái nhở. Đây, để tôi xây thêm cái này nữa thì trông nó sẽ hợp lý hơn đấy anh em ạ. Đây này. Đây, à, xong lại kéo xuống cái này nữa. Đấy, đấy, thế này là trông nó sẽ hợp lý hơn một chút này. Đây, chúng ta phá một cái ổ ở đây đi. Rồi, anh em thấy sao? Được không? Ui, quá được cái game ạ. Yeah, ngon đấy. Ngon đấy. Nào, tôi đặt cái này vào đây nào. Đấy, đấy, lối vào. Đấy, farm. Làm thêm mấy cổng. Làm hai cái cổng, đặt ở giữa là được. À, tôi nhầm cái này là ấy mà. Trời ơi, Bị thiếu rồi. Đặt này vào giữa này, đặt gậy ở xung quanh này. Đấy. Ui dồi ôi. Xong rồi anh em. Được không anh em? Đấy. Ôi giời, nhà kho quá đẹp anh em nhá. Ok anh em, thì tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Tôi đã xây được một cái nhà kho rồi. Đấy, này nó mới gọi sinh tồn chứ đúng không, chứ xây máy farm chứ bẩn quá. Ok anh em nhá, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Đấy, tôi xây nó chấm nốt lên này được. Đấy, hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Cực kỳ cảm ơn anh em vì đã xem đến tận đây. Yêu anh em rất là nhiều.